Xin chào cả nhà, hôm nay là chúng ta sẽ đi vào những cái phần cuối của cái cuốn sách là kỹ năng đi trước đam mê nha cả nhà. Đó, mình bữa trước là mình đã đọc cái phần tổng kết là cái câu mình đã được biết và rõ về cái câu chuyện của tác giả, ông đã tại sao có những cái ý tưởng và thực hiện theo những cái quy luật số 1, số 2 mà ông đã đặt ra như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục và ông đã sử dụng những quy tắc số 3 và số 4 như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ uống quay nét tiếp nha. Tôi đã áp dụng quy tắc số 3 như thế nào? Vào đầu xuân năm 2011, công cuộc tìm việc của tôi có một bước ngoặt thú vị. Tại thời điểm ấy, tôi nhận được lời mời làm việc bằng miệng từ Đại học Georgetown, nhưng không hề có bất kỳ văn bản nào cả. Và như người tư vấn của tôi khuyên, nếu không có giấy trắng mực đen thì không được tính. Và trong khi chờ đợi lời mời chính thức, tôi nhận được một cuộc hẹn phỏng vấn từ một đại học công nổi tiếng của bang cùng một chương trình nghiên cứu được hỗ trợ tài chánh rất là tốt. Quyết định cách thức định hướng sự nghiệp của tôi đã trở nên đơn giản hơn nhờ hành trình tìm kiếm mà tôi đang thực hiện tại thời điểm đó. Hay nói cụ thể, chính sự khám phá về giá trị của quyền kiểm soát trong quy tắc số 3 đã đưa đường dẫn lối cho tôi. Quy tắc số 3 nói rằng, quyền kiểm soát về những gì bạn làm và cách thức bạn làm là một nguồn lực mạnh mẽ để tạo dựng một sự nghiệp nổi trội, thứ mà ta có thể gọi là thần dược cho công việc mơ ước. Khi bạn nghiên cứu về những loại sự nghiệp khiến con người khác phải thốt lên, đây chính là một loại công việc tôi muốn, thì đặc điểm này gần như luôn đóng vai trò chủ đạo. Một khi bạn hiểu được giá trị của quyền kiểm soát, nó sẽ thay đổi cách bạn đánh giá các cơ hội. Nó hướng bạn đến công việc cân nhắc sự tự chủ trong vị trí đó, cũng quan trọng không kém gì khoản tiền lương hay danh tiếng của công ty. Đây chính là lối tư duy mà tôi đưa vào công cuộc tìm kiếm công việc của mình. Và nó giúp tôi nhìn nhận lại lựa chọn chấp nhận lời mời của Georgetown hay hoãn lại để đi phỏng vấn tại trường công vô danh của bang. Và có hai điểm quan trọng mà tôi nhận thấy khi bắt đầu đánh giá các lựa chọn của mình thông qua lăng kính kiểm soát. Trước tiên, Georgetown vừa mới bắt đầu chương trình tiến sĩ khoa học máy tính trên con đường thực hiện mục tiêu là đầu tư vào khoa học máy tính. Và trong quá trình sang việc của tôi, người tư vấn tại MIT đã kể cho tôi nghe về trải nghiệm của cô trong những ngày đầu sự nghiệp của mình. Cô làm việc tại khoa khoa học máy tính của Georgetech. Và trong giai đoạn đó, nó đang bắt đầu chuyển dần sang chương trình lấy nghiên cứu làm trọng tâm. Cô bảo, trong một chương trình đang phát triển, anh sẽ luôn có tiếng nói. Ngược lại, tại một học viện lâu đời, vị trí của bạn trong hệ thống cấp bậc với vai trò là trợ lý giáo sư mới rất là rõ ràng ở dưới đáy. Tại những đại học này, bạn thường phải chờ cho đến khi trở thành giáo sư mà sẽ mất hàng năm trời trước khi bạn có thể gây ảnh hưởng đến hướng đi của chương trình. Cho đến lúc đó, bạn sẽ phải làm theo mệnh lệnh của cấp dưới đưa xuống, của cấp trên đưa xuống. Và điều thứ hai mà tôi nhìn thấy là quy trình bổ nhiệm chính thức của Georgetown có vẻ khác biệt so với tiêu chuẩn chung của những chương trình lâu đời. Tại những viện nghiên cứu lớn, quy trình bổ nhiệm chính thức diễn ra như sau. Cấp quản lý trên sẽ gửi thư tới những người khác trong lĩnh vực của bạn và hỏi xem liệu bạn có phải là người thuộc top đầu trong lĩnh vực này không. Nếu không, họ sẽ sa thải bạn và tuyển người khác. Một số nơi còn đi xa hơn bằng cách nói với những người mới được nhận vào là đừng có trông chờ vào việc được bổ nhiệm chính thức. Thị trường công việc học thuật rất cạnh tranh và người giỏi thì nhiều mà công việc thì ít. Nói nếu chuyên môn của bạn còn mới, như tôi chẳng hạn, và vì vậy họ không thể nào tìm được những chuyên gia để cho ý kiến, thì chắc chắn bạn sẽ gặp khó khăn trong việc giữ vững vị trí của mình. Bởi sẽ không có ai để phê chuẩn bạn. Và chính vì vậy, hệ thống này sẽ tưởng thưởng cho sự tuân thủ của những tân binh. Nghĩa là con đường an toàn nhất để được bổ nhiệm chính thức là chọn một chủ đề nghiên cứu được nhiều người quan tâm và sau đó cố gắng vượt mặt đồng nghiệp. Nếu bạn muốn tạo sự đột phá thì hãy đợi sau này. Và quyển sách nổi tiếng Last Lecture, bài giảng cuối cùng của cố giáo sư khoa học máy tính Randy Post của Đại học Carnegie Mellon
đã miêu tả rất tốt về thực tại này khi ông châm biếm rằng: "Các tân binh của khoa vẫn thường hay đến tìm tôi và hỏi: 'Ôi, sao thầy được bổ nhiệm sớm như vậy? Bí quyết của thầy là gì?' Tôi trả lời: 'Đơn giản lắm, em cứ gọi vào văn phòng của tôi vào bất kỳ buổi tối thứ sáu nào lúc 10 giờ đêm. Tôi sẽ nói cho em nghe.'" Ngược lại, Georgetown nói rất rõ rằng họ không hứng thú với cách thực hiện bổ nhiệm theo kiểu so sánh trên. Và tại thời điểm phát triển này, khoa khoa học máy tính của họ tập trung nhiều vào việc phát triển những nhà nghiên cứu xuất sắc hơn là cố gắng sa thải họ. Hay nói cách khác là nếu tôi đưa được kết quả nghiên cứu tốt lên những bài báo tốt, tôi có thể ở lại. Bỏ đi áp lực phải chọn một lĩnh vực an toàn có sẵn để theo đuổi, tôi có thể linh hoạt hơn trong cách tiến hành chương trình nghiên cứu của mình. Và từ góc nhìn của quyền kiểm soát mà tôi có thể có được trong sự nghiệp, Georgetown dĩ nhiên hấp dẫn hơn so với ngôi trường công lâu đời kia. Tuy nhiên, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, tôi cũng dành một khoảng thời gian suy ngẫm về những khía cạnh khác của quy tắc số 3. Chẳng hạn như, trong cuộc hành trình tôi khám phá ra hai cái bẫy điển hình mà nhiều người mắc phải trong quá trình tìm kiếm quyền kiểm soát. Cái bẫy đầu tiên là có quá ít vốn liếng sự nghiệp. Và nếu bạn muốn nắm thêm quyền kiểm soát trong sự nghiệp mà không có những kỹ năng hiếm hoi và quý giá để trao đổi, nhiều khả năng bạn chỉ đang theo đuổi một ảo tưởng mà thôi. Lấy ví dụ, đây là cái bẫy đã khiến cho bao người ủng hộ trường phái thiết kế phong cách sống. Những người rời bỏ công việc truyền thống của mình để cố gắng kiếm sống bằng cách thu nhập thụ động đến từ trang web rơi vào. Rất nhiều người trong số họ nhanh chóng nhận ra rằng kế hoạch thu nhập thụ động này không hiệu quả nếu bạn không có một thứ gì có giá trị để đổi lại tiền của người khác. Và cái bẫy này dường như có vẻ không liên quan đến quá trình săn việc của tôi, bởi quá trình tìm kiếm công việc học thuật thường đòi hỏi một lượng lớn vốn liếng sự nghiệp. Và dưới dạng những bài luận được trình bình duyệt và thư giới thiệu uy tín trước khi một ứng viên có khả năng nhận được lời mời làm việc. Nhưng cũng có những nơi tìm kiếm những ứng viên hạng 2, những người không có nhiều vốn liếng sự nghiệp với lời mời gọi hấp dẫn về một cuộc sống tự chủ. Nhưng khi họ đến văn phòng, lượng công việc giảng dạy và trách nhiệm khổng lồ sẽ đổ ập lên đầu họ. Hay nói cách khác, kể cả trong giới tinh hoa này, người ta vẫn cần phải cảnh giác với những ảo tưởng về quyền kiểm soát. Và cái bẫy thứ hai lại miêu tả về những rủi ro khi bạn thực sự có đủ vốn liếng sự nghiệp để có thể thành công trong việc đổi lấy nhiều quyền kiểm soát hơn. Và chính tại thời điểm này, nhiều khả năng bạn sẽ chạm trán với sự phản đối của mọi người. Bởi vì nhiều quyền kiểm soát hơn thường chỉ mang lại lợi ích cho riêng bạn. Và may mắn cho tôi là những người tư vấn thân cận của tôi tại MIT đã khuyến khích tôi theo đuổi yếu tố linh hoạt trong một chương trình phát triển nhanh chóng như Georgetown. Nhưng hẳn nhiên là có những người xa xôi hơn phản ứng lại quyết định này. Đối với họ, rảo bước trên một con đường nhiều người đã đi qua tại một đại học lâu đời là một con đường an toàn nhất để đạt được mục tiêu bổ nhiệm chính thức và đạt được danh tiếng tốt. Mong muốn của cá nhân tôi về việc có nhiều quyền kiểm soát hơn trong công việc không nằm trong radar của họ. Và chính vì vậy, bất kỳ quyết định nào nằm ngoài vòng tròn an toàn đều làm họ sợ hãi. Và trong khi nghiên cứu về quy tắc số 3, tôi biết được một công cụ hữu ích để né hai cái bẫy này. Tôi gọi đó là quy luật khả thi tài chánh. Được miêu tả như sau: khi quyết định liệu có nên theo đuổi một con đường hấp dẫn đi kèm với những quyền kiểm soát nhiều hơn trong công việc, thì hãy tìm kiếm những bằng chứng cho thấy mọi người sẵn sàng trả tiền cho bạn vì điều đó. Và nếu bạn tìm thấy bằng chứng này, thì hãy tiếp tục. Nếu không, hãy tiếp tục tìm kiếm. Và đây chính là quy luật giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng cho con đường sự nghiệp của mình. Georgetown cung cấp cho tôi nhiều quyền kiểm soát những gì tôi làm và cách tôi làm. Điều này đã quá rõ. Bên cạnh đó, họ sẵn sàng trả hậu hĩ cho sự tự chủ này, cả về mặt tài chính cá nhân lẫn sự hỗ trợ cho các sáng kiến nghiên cứu của tôi. Vì vậy, theo quy luật khả thi tài chánh, tôi có thể tự tin đến Georgetown và tránh được cả hai bẫy kiểm soát. Tôi có đủ vốn liếng sự nghiệp để đổi lấy sự linh hoạt cá nhân và tự tin lờ đi những lời phản đối, những tiếng nói phản đối. Vì vậy, tôi từ chối lời mời phỏng vấn tại trường đại học công kia và lựa chọn Georgetown. Đó là xong quy tắc số 3, tác giả đã áp dụng. Tiếp theo là tôi đã áp dụng quy tắc số 4 như thế nào? Như đã giải thích ở quy tắc 4, sứ mệnh sự nghiệp là một mục đích trong đời sống công việc,
Nó là thứ khiến mọi người trở nên nổi tiếng về những gì họ làm và mở ra những cơ hội tuyệt vời đi kèm với sự nổi tiếng đó. Đây cũng là một ý tưởng đã làm tôi thích thú từ lâu. Lĩnh vực học thuật là một ngành nghề rất phù hợp với sứ mệnh. Nếu bạn gặp những giáo sư có một sự nghiệp thú vị và hỏi điều gì khiến họ khác với đồng nghiệp, thì câu trả lời gần như luôn là cách họ tổ chức công việc của mình xung quanh một sứ mệnh hấp dẫn. Và lấy ví dụ như trường hợp của Alan Lyman, giáo sư vật lý của MIT và sau này là nhà văn. Lyman bắt đầu sự nghiệp là một nhà vật lý truyền thống và viết sách vào thời gian rảnh. Ông viết cả hai thể loại, giả tưởng và phi giả tưởng liên quan đến khía cạnh con người trong khoa học. Và có lẽ ông được biết đến nhiều nhất với quyển tiểu thuyết bán chạy và đạt nhiều giải thưởng, Einstein Dream, giấc mơ của Einstein. Mặc dù ông đã viết rất là nhiều quyển sách khác và các bài tiểu luận của ông xuất hiện trên gần như mọi ấn phẩm xuất bản văn học Mỹ. Và sự nghiệp của Lyman dựa trên sứ mệnh khám phá khía cạnh con người trong khoa học. Điều này đã đưa ông đến nhiều nơi thú vị. Ông để lại sau lưng con đường sự nghiệp giáo sư vật lý tại MIT để trở thành giáo sư đầu tiên trong lịch sử học viện được bổ nhiệm cùng lúc tại hai lĩnh vực khoa học và nhân văn học. Ông giúp phát triển hệ thống truyền thông của MIT và sau đó sáng lập nên chương trình tiến sĩ về khoa học viết văn. Và tại thời điểm tôi gặp Lyman, ông đã chuyển sang vị trí giáo sư thỉnh giảng. Điều này mang lại cho ông càng nhiều sự tự do trong thời gian biểu của mình và giúp ông bỏ bớt đi nhiều gánh nặng trong tâm trí. Giờ đây, ông giảng dạy những khóa học về viết văn do ông thiết kế và tập trung vào những vấn đề mà ông cho là quan trọng. Ông đã giải phóng bản thân khỏi nhu cầu liên tục tìm kiếm nguồn tiền tài trợ hay là nhà xuất bản. Ông dành thời gian vào mùa hè với gia đình trên một hòn đảo ở Maine, một địa điểm không có điện thoại, TV hay Internet. Và tôi đoán là ông sẽ suy tư về những ý tưởng lớn trong khi đắm chìm trong sự hùng vĩ của cảnh vật xung quanh. Và điều ấn tượng nhất với tôi là trang liên lạc của Lyman trên trang web chính thức của MIT có dòng chữ sau: tôi không dùng email. Một con đường đi đến sự đơn giản mà có lẽ là một viện sĩ kém nổi tiếng hơn sẽ không dám theo đuổi. Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về những giáo sư khác đã tận dụng sứ mệnh để tạo nên một sự nghiệp thú vị và hấp dẫn. Một số giáo sư như Paddy Sabeti và Gus Brand mà tôi đã liên hệ phỏng vấn khi nghiên cứu cho quyển sách này. Và đó là lý do vì sao bạn đọc được câu chuyện chi tiết của họ trong quy tắc số 4. Những người khác như Alan Lyman và Ira Lieberman, những người trở nên nổi tiếng ở độ tuổi 31 thông qua sự kết hợp giữa toán học và nghiên cứu văn hóa, hay Esther, người giành giải MacArthur, Kenneth Grant trong chương trình đánh giá các chương trình chống nạn đói mà tôi không đề cập trong quyển sách này, nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn trong suy nghĩ của tôi về cách thức tốt nhất để tạo dựng sự nghiệp. Và tuy nhiên, chỉ sau khi tôi bắt đầu có thái độ nghiêm túc về quy tắc số 4 và gặp gỡ những người như Padis, Gus, Gil thì tôi mới hiểu được sự mức độ khó khăn của việc hiện thực hóa đặc điểm này trong sự nghiệp. Tôi nhận thấy rằng bạn càng cố ép buộc nó, bạn càng khó có cơ hội thành công. Những sứ mệnh đích thực đòi hỏi hai thứ. Trước tiên, bạn phải có vốn liếng sự nghiệp. Điều này cần có sự kiên nhẫn. Và thứ hai, bạn phải liên tục xem xét vùng khả thi kế cận trong lĩnh vực, tìm kiếm những ý tưởng lớn hơn. Điều này đòi hỏi bạn nỗ lực động não và tiếp xúc với nhiều ý tưởng mới. Khi được kết hợp, hai yếu tố này thể hiện một lối sống, chứ không phải là một loạt các bước thực hiện, mà sẽ tự động cho ra một sứ mệnh khi hoàn thành. Và bước vào mùa hè năm 2011, tôi đã tận dụng hiểu biết mới này để chuyển cách tiếp cận công việc sang một hướng mà sẽ dẫn tôi đến một sứ mệnh thành công. Những nỗ lực này tạo ra một loạt những công việc thường ngày mà tôi kết hợp lại thành một hệ thống phát triển sứ mệnh. Cách hiểu dễ nhất về hệ thống này là nghĩ về nó như một kim tự tháp 3 tầng. Tôi sẽ giải thích từng tầng một ở dưới đây. Tầng cao nhất, sứ mệnh nghiên cứu thử nghiệm. Hệ thống của tôi được dẫn dắt bởi một sứ mệnh nghiên cứu thử nghiệm nằm ở tầng cao trên cùng của kim tự tháp. Nó là một dạng hướng dẫn thô sơ cho loại công việc mà tôi có hứng thú. Ngay lúc này, sứ mệnh của tôi như sau: áp dụng lý thuyết thuật toán phân bổ vào những nơi mới lạ và thú vị với mục tiêu tạo ra những kết quả mới mẻ, hấp dẫn. Để xác định sứ mệnh này, trước tiên tôi phải đạt được đủ vốn liếng sự nghiệp trong ngành. Và tôi đã xuất bản và đọc đủ nhiều những kết quả về thuật toán phân bổ
để biết rằng lý thuyết này có tiềm năng lớn trong việc áp dụng vào những ngữ cảnh khác nhau. Dĩ nhiên, thử thách thật sự ở đây là tìm ra những dự án thú vị để khám phá tiềm năng đó. Và hai tầng tiếp theo của kim tự tháp được thiết kế để theo đuổi đam mê này. Tầng cuối cùng nghiên cứu kiến thức. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy từ tầng trên cùng của kim tự tháp xuống tầng cuối cùng, nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy quyết tâm phấn đấu của tôi dành cho việc nghiên cứu kiến thức. Quy tắc của tôi là mỗi tuần tôi sẽ tiếp cận một thứ gì đó mới mẻ về lĩnh vực của tôi. Tôi có thể đọc một bài báo, tham dự một buổi nói chuyện hay lên lịch một cuộc hẹn. Để đảm bảo mình thật sự hiểu những ý tưởng mới, tôi buộc bản thân tự tóm tắt vào sổ tay nghiên cứu để tôi đã đề cập ở quyển sổ tay này khi thảo luận về cách tôi áp dụng quy tắc số 2. Và tôi cũng cố gắng đi bộ mỗi ngày một lần để suy nghĩ một cách tự do về những ý tưởng xuất hiện từ hành động nghiên cứu này. Tôi đi bộ đến chỗ làm và thường dắt chó đi dạo. Vậy nên tôi có rất nhiều lựa chọn trong thời gian biểu của mình. Sứ mệnh tại tầng cao nhất của kim tự tháp sẽ quyết định cách tôi lựa chọn tiếp cận loại kiến thức nào. Quy trình nghiên cứu kiến thức này kết hợp với việc tiếp cận những đề tài liệu liên quan cùng với sự tái kết hợp các ý tưởng một cách tự do bắt nguồn từ quyển sách Where Good Ideas Come From, ý tưởng tốt đến từ đâu, của Stephen Johnson, mà tôi đã giới thiệu trong quy tắc số 4 khi nói về khái niệm vùng khả thi kế cận của ông. Theo Johnson, hãy tiếp cận những ý tưởng mới mà mạng lưới giúp cho việc trộn lẫn và kết hợp các ý tưởng thường cung cấp chất xúc tác cho những ý tưởng mới đột phá. Rồi, tầng giữa đây, các dự án khám phá. Bây giờ chúng ta đến tầng giữa của kim tự tháp. Đây là tầng chứa đựng hầu hết các công trình nghiên cứu mà tôi tạo ra với vai trò là giáo sư. Như đã giải thích ở quy tắc số 4, chiến thuật hiệu quả để thực hiện bước nhảy từ một sứ mệnh thử nghiệm sang những thành quả tuyệt vời chính là sử dụng những dự án nhỏ mà tôi gọi là các lần đặt cược nhỏ. Tôi mượn cụm từ này từ quyển sách cùng tên xuất bản năm 2010 của Peter Sim. Nếu bạn nhớ lại, thì một lần đặt cược nhỏ trong quá trình khám phá sứ mệnh có những đặc điểm sau. Nó là một dự án đủ nhỏ để có thể hoàn thành trong vòng ít hơn một tháng. Nó buộc bạn phải tạo ra giá trị mới, ví dụ như tinh thông một kỹ năng mới và cho ra những kết quả mới chưa từng tồn tại trước đây. Nó tạo ra một kết quả cụ thể mà bạn có thể sử dụng để thu thập thông tin phản hồi cụ thể. Tôi sử dụng những cuộc đánh cược nhỏ để khám phá những ý tưởng hứa hẹn nhất được phát hiện bởi quy trình mà tôi đã miêu tả trong tầng cuối của kim tự tháp. Tôi cố gắng duy trì 2 đến 3 cuộc đặt cược nhỏ trong cùng một lúc để tập trung tối đa vào chúng. Tôi cũng đặt ra những thời hạn mà tôi đánh dấu bằng bút dạ quang màu vàng trong sổ lên kế hoạch của tôi để giúp tôi giữ được cảm giác khẩn trương hoàn thành cao độ. Cuối cùng, tôi cũng theo dõi số giờ mà tôi đầu tư vào những lần đặt cược nhỏ bằng thói quen kiểm giờ mà tôi đã miêu tả ở trên. Và tôi thấy rằng nếu thiếu vắng những công cụ thúc đẩy này, tôi có xu hướng trì hoãn và tập trung vào những việc khẩn cấp hơn, nhưng lại không quan trọng bằng. Mà khi một cuộc đặt cược nhỏ chấm dứt, tôi sử dụng thông tin phản hồi cụ thể mà nó mang lại để định hướng cho những nỗ lực nghiên cứu của tôi. Ví dụ như thông tin phản hồi cho tôi biết rằng liệu một dự án cụ thể nào đó có thể nên ngừng lại hay không, hoặc nếu không thì hướng khám phá nào là hứa hẹn nhất. Nỗ lực hoàn thành những cuộc đánh cược nhỏ cũng có lợi ích phụ là nó thúc đẩy việc luyện tập có chủ đích, một chiến lược khác nhằm giúp tôi trở nên ngày càng giỏi hơn trong những gì tôi làm. Cuối cùng, giữa thành công hay thất bại của những dự án mà tôi theo đuổi trong tầng giữa này giúp tôi phát triển sứ mệnh nghiên cứu ở tầng trên cùng, hay nói cách khác, hệ thống này về tổng thể là một vòng lặp phản hồi đóng. Nó luôn luôn tiến hóa hướng về một tầm nhìn trong công việc được hỗ trợ tốt hơn và rõ ràng hơn. Suy ngẫm cuối cùng, làm việc đúng hơn là tìm đúng việc. Quyển sách này mở đầu với câu chuyện của Thomas, người đã từng tin rằng bí quyết của hạnh phúc là theo đuổi đam mê. Sống đúng với niềm tin này, anh đã theo đuổi đam mê tập thiền để đến một tu viện hẻo lánh trên núi Catskill. Và khi đến đó, anh chuyên tâm nghiên cứu thiền và ngồi thiền cũng như nghiền ngẫm những bài giảng Phật Pháp. Nhưng Thomas không tìm thấy niềm hạnh phúc mà anh kỳ vọng. Anh nhận ra rằng
Mặc dù môi trường xung quanh anh thay đổi, anh vẫn là cùng một người như trước khi anh đến tu viện. Những suy nghĩ trước đây sau khi anh chuyển từ việc này đến việc khác mách rằng anh vẫn chưa tìm thấy tiếng gọi bên trong mình, vẫn tìm thấy tiếng gọi bên trong mình vẫn chưa biến mất. Ở phần cuối của chương mở đầu, chúng ta thấy rằng nhận thức này đã khiến Thomas bật khóc. Anh ngồi đó trong khu rừng xoài bao quanh tu viện và khóc. Gần 10 năm sau, tôi gặp Thomas trong một quán cà phê gần Beat. Lúc đó anh đang làm việc tại Đức và anh đến Boston để tham dự một hội thảo. Thomas cao, gầy, với mái tóc cắt ngắn. Anh mang cặp kính vuông thun mỏng. Cặp kính vuông khung mỏng. Đây có vẻ như là một điều bắt buộc đối với những nhân viên làm việc trí óc tại châu Âu. Chúng tôi cùng ngồi uống cà phê và Thomas kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình lần nữa. Lần sau, sau lần khủng hoảng tại tu viện. Và câu chuyện thứ hai, sau khi rời tu viện thì Thomas quay trở lại công việc ngân hàng mà anh đã bỏ đi 2 năm trước khi anh chuyển đến Catskill để theo đuổi đam mê. Tuy nhiên lần này anh tiếp cận công việc của mình với một nhận thức mới. Trải nghiệm của anh tại tu viện đã giải phóng anh khỏi suy nghĩ về những công việc trong mơ từng một thời lẩn quẩn trong đầu anh. Thay vì vậy, anh có thể tập trung vào những nhiệm vụ được giao phó và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Anh đã được giải phóng khỏi sự so sánh triền miên là anh từng có về công việc hiện tại và một công việc kỳ diệu nào đó trong tương lai đang chờ được khám phá. Và sự tập trung mới này cùng kết quả anh tạo ra được ban quản lý trân trọng và chỉ sau 9 tháng làm việc anh được thăng chức. Rồi anh lại tiếp tục được thăng chức và lại một lần nữa được thăng chức và chỉ trong vòng 2 năm. Anh đi từ vị trí nhân viên quèn đến chịu trách nhiệm một hệ thống máy tính quản lý hơn 6 tỷ đô la đầu hơn 6 tỷ tài sản đầu tư. Tại thời điểm tôi gặp anh đang quản lý một hệ thống máy tính chịu trách nhiệm gấp 5 lần con số ấy. Công việc của anh có rất là nhiều thử thách, nhưng Thomas cảm thấy vô cùng hứng thú. Nó cũng mang lại cho anh sự tôn trọng, tác động và tự chủ, những đặc điểm hiếm hoi và quý giá mà tôi đã đề cập trong quy tắc số 2. Vốn cần thiết để tạo nên một công việc mà bạn yêu thích. Thomas đạt được những đặc điểm này không phải bằng cách đi tìm một công việc phù hợp với đam mê, mà thay vào đó anh làm xuất sắc công việc của mình và sau đó trao đổi nguồn vốn liếng sự nghiệp này một cách chiến lược. Quản lý hệ thống máy tính có thể không mang đến niềm vui hàng ngày như ước mơ xa xưa của Thomas, nhưng bây giờ anh nhận ra rằng chẳng có thứ gì làm được chuyện đó. Một công việc mãn nguyện là trải nghiệm tinh tế hơn nhiều so với ảo tưởng trước đây của anh à. Trong lúc trò chuyện, Thomas cho rằng có một cách miêu tả quá trình chuyển hóa của anh, đó là anh nhận ra một sự thật đơn giản: làm việc đúng hơn là tìm đúng việc. Và anh không cần phải có một công việc hoàn hảo để tìm thấy hạnh phúc trong công việc. Thay vì vậy, anh cần có cách tiếp cận tốt hơn với công việc hiện tại của mình. Và tôi cho rằng kết thúc quyển sách này bằng câu chuyện của Thomas là phù hợp nhất. Bởi nó tóm lại thông điệp chủ đạo của quyển sách này là làm việc đúng hơn là tìm đúng việc. Đó là một ý tưởng đơn giản nhưng cũng mang tính cách mạng, bởi vì nó lật ngược lại lời khuyên hướng nghiệp đã tồn tại nhiều thế kỷ về việc tập trung vào giá trị huyền bí của đam mê. Nó kéo ta ra khỏi giấc mơ hão huyền về một công việc vẹn toàn trong thời gian ngắn và mang đến một cách thức sáng suốt hơn để đạt được sự thỏa mãn trong công việc. Đây chính là lý do vì sao tôi đã dành phần kết về câu chuyện của Thomas cho phần cuối của quyển sách này. Tôi muốn có cơ hội khám phá cùng bạn những sắc thái của việc làm đúng thông qua 4 quy tắc mà tôi giới thiệu và hàng loạt những ví dụ về cách thức mà hướng tiếp cận này có thể nâng cao sự thỏa mãn trong công việc hiện tại của bạn. Bây giờ, khi bạn đã được trang bị những nhận thức này, tôi hy vọng rằng phần kết của câu chuyện của Thomas không còn là điều bất ngờ với bạn nữa. Tôi yêu công việc tôi đang làm. Tôi cũng tự tin rằng khi tôi tiếp tục thực hiện những ý tưởng được khám phá trong hành trình của mình, thì tình yêu công việc này sẽ chỉ càng sâu đậm thêm. Thomas cũng cảm thấy như vậy về công việc của mình, cũng như hầu hết những người mà tôi đề cập trong quyển sách. Tôi cũng muốn bạn có được sự tự tin này. Để đạt được mục tiêu này, hãy để những quy tắc mà tôi phát hiện ra dẫn dắt bạn. Đừng bị ám ảnh bởi việc khám phá tiếng gọi bên trong. Thay vì vậy, hãy tinh thông những kỹ năng hiếm hoi và quý giá. Một khi bạn đã xây dựng được đủ nguồn vốn liếng sự nghiệp mà những kỹ năng tạo ra, thì hãy đầu tư một cách thông minh.
Hãy sử dụng nó để đạt được quyền kiểm soát về những gì bạn làm và cách bạn làm. Và hãy xác định và hành động theo một sứ mệnh có khả năng thay đổi cuộc sống. Phương châm này có phần kém hấp dẫn hơn mộng tưởng, từ bỏ mọi thứ và đến sống cùng với các sư thầy trên vùng cao. Nhưng nó cũng là một phương châm đã được chứng minh là có tác dụng hết lần này đến lần khác. Vì vậy, nếu lần tới bạn bắt đầu thắc mắc rằng liệu mình có đang bỏ lỡ một công việc mơ ước nào đó đang chờ đợi bạn để lấy hết can đảm để theo đuổi, thì hãy mường tượng hai hình ảnh sau. Một, hãy nhớ lại một Thomas bị ám ảnh về việc theo đuổi đam mê, sau đó vỡ mộng để rời ngồi khóc trong cánh rừng ngoài tu viện. Và rồi hãy thay thế nó với hình ảnh một người đàn ông đang cười, vẻ ngoài tự tin, sống tập trung vào giá trị, đang ngồi uống cà phê với tôi 10 năm sau đó. Một phiên bản Thomas đã nhìn thẳng vào tôi và thốt một cách chân tình: cuộc sống thật tuyệt. Rồi, đó là xong nha cả nhà. Chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả một chút xíu là tiến sĩ Cal Newport, tiến sĩ sống ở Washington DC, nơi anh làm nhà văn và trợ giảng cho ngành khoa học máy tính tại Đại học Georgetown. Anh cũng làm chủ trang web nổi tiếng StudyHack, Decoding Pattern of Success. Đây là quyển sách thứ tư của anh, Kỹ năng đi trước đam mê cả nhà. Và rất là cảm ơn tác giả đã viết ra quyển sách, cũng như là hai cái dịch giả là Uông Xuân Vi và dịch giả Trần Đăng Khoa, để cho chúng ta được hiểu về cái cuốn sách này. Rồi, cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe nha. Bye bye cả nhà. Và tốt nhất là một cuốn sách nào đó chúng ta muốn hiểu được sâu sắc nhất thì chúng ta cần phải đọc đi đọc lại nó nữa. Và Thủy cũng như vậy, chứ không thể nào đọc qua một lần là hiểu được tất cả những cái ý nghĩa của những cái ý nghĩ của tác giả muốn truyền tải cho mình đâu, những cái thông điệp muốn truyền tải đâu. Bye bye cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn và cảm ơn.